Từ ngồi bia cho anh. Không, em muốn uống. Thôi, thôi, cái này. Thôi, thôi, lo này thôi, thôi uống nữa. Anh cho em uống. Làm sao thế? Ây da. May hôm nay mày không say, bố mày sát. Mất sát này. Đưa chị vào đi. Đấy chị muốn lửa đây à? Một phần người, chín mười có lỗ đi. Nóng quá. Dậy. Điên à? Yến xin chào tất cả các bạn. Anh Đức xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mọi người ơi, hôm qua anh Dũng anh chôn mình như là mình khóc từ phòng anh ấy về đến nhà. Mà về đến nhà đã cay không nữa. Cái về đến nhà nhá, không cuộc gọi nhớ, không tin nhắn nào luôn. Không phải gọi cho em luôn. Không. Thì sau này em lướt YouTube đấy, thì thấy anh ấy đăng clip đấy lên, nói chung là chôn em. Từ nãy giờ mình dình anh Dũng ấy thì mình thấy anh về tắm hay sao, thấy đi đâu ra khỏi quán rồi. Nên là mình quyết định là mình vào đây nhờ anh Đức sẽ giúp mình trả thù cái vụ hôm qua. Anh phải giúp em nhá. Được. Nhớ nhá. Thì mình sẽ trả thù như nào xin mời các bạn xem hết video của mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ đi đặt góc máy quay. Đủ muối bia cho anh. Thôi chị đừng uống nữa. Kém. Uống làm gì, có gì từ từ nói nào. Không, em muốn uống. Thôi, thôi, cái này. Kém. Thôi, thôi lo này thôi, thôi uống nữa. Anh cho em uống. Thôi, thôi, đây, 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 để mọi người chung vào. Chú ơi. Chị đến đây là chị cứ mở bia uống nhỉ. Đấy. Sao? Ai biết được? Say à? Hả? Anh là ai đấy? Biết hiểu kiểu gì? Đây em đưa nó về anh rồi. Sao đem gì không? Hả? Đưa sao được? Anh đưa chị về, em đưa sao được? Thế uống lâu chưa? Uống lâu rồi. Ây! Làm sao thế? Ây da! Ra đây uống 4-5 lon rồi. Từ đâu anh về ạ? À? Ờ. Sao không gọi anh? Ừ, ai biết được. Mời chị về vào đây bận bia là đi uống thì. Đây lon đây. Anh là ai đấy? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bận bia là uống bận bia. Uống nhiều chưa? Uống nhiều uống rồi. Uống ở đây là uống đâu đầy rồi. Đây một say này à? Ừ. Ôi. Uống cái đấy vào. Thì nó bật ra là phát hết, phát hết. Đau phát chi. Thôi. Đi, anh đưa về. Anh đưa chị về đi. Về đâu? Đưa đưa đưa. Đéo cái gì rồi này. Về đâu? Đi về bố mẹ chửi rồi. Nope. Về đâu? Đi về nhà rồi đâu? Không về nhà. Đứa nào đưa nó ra đây? Ai biết được, chị tự đi đến ngoài được. Ừ. Chắc nó đớp rượu đâu rồi. Đến đây là cứ hỏi anh Dũng đâu. Hỏi là anh Dũng đi có việc. Chứ là chị cứ đếp mặt bia ra. Anh Dũng đúng không? Em thấy em có đẹp không? Có xinh không? Nhìn khác thì con ma chơi không? Quá chuẩn luôn. Hả? Em đẹp hơn ma chơi. Sao chẳng. Tôi nói anh
đưa chị về đi. Anh còn đưa cái gì? Em anh phải hạnh gì á? Cái gì? Ây dạ. Ây. Ở ít nào. Ngươi mày lấy cái ấy nó khóa mày à? Chói mày à? Thôi cho anh đưa chị về đi. Ây à. Ây. Cái địt mẹ mày. Ngồi đây chưa? Ngồi đâu? May hôm nay mày không say, bố mày sát này. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Thôi đưa bà đi. Ngáo chí nhỉ. Đưa chị bà đi. Đấy chị bố lửa ở đây. Mày mật nhảy ra chứ không nhảy. Bố lửa ở đây. Ngồi đây. Mày cưng. Ngồi. Đưa chị bà đi. Anh có yêu em không? Có. Anh có thương em không? Có. Ây. Giảm giữ, kéo giữ nó. Bỏ đưa chị vào đi. Đưa mà bố mẹ em giết tao. Đưa đâu đưa. Chán chết chịu được. Uống, anh ơi uống đi. Uống cái gì? Uống mẹ em. Không uống này. Mới lo rồi. Chắc nó đi đớp ở đâu rồi, chắc chắn là đi đớp ở đâu rồi mà bây giờ nó về đây nó uống tiếp. Đô. Nào. Đô. 1 2 3. Đô. Uống. Còn đéo đâu mà uống, mày uống hết thì còn đâu uống nữa. Tôi nhận đưa chị về đi. Mày đưa nó về đi. Em đưa cái gì? Bây giờ anh đưa về bố mẹ nó chửi. Nhưng không anh đi mua cái gì, mua nước ông về, ông về đó. Vợ đi ở đây làm gì? Ở đây. Đi ăn vợ đây à? Không, anh mua một cái nước giải rượu nhá, chung lỗ. Tí chị tỉnh mà. Thôi tỉnh đưa lại được. Ui xa. Chân đi. Đấy chị đấy, ở đây mua nước. Anh đi đâu? Đi đâu? Điên này. Nhìn nó giống hơn da người ạ. Em vẫn đẹp lắm. Ờ. 1 phần người 9 10 có lỗ đít. 1 phần người 9 10 có lỗ đít. What? Nhìn nó da hơn người không? Ê, em đẹp lắm. Chán. Muốn nói. Không đi về. Về. Thôi đi về, anh đưa về. Về. Đứng lên, đưa về. Em ở đây. Ây. Ây. Ngồi ở đây. Ở đây nhưng mà tí anh đưa về. Ngồi đây cho tí cho tỉnh. Mày lấy cho anh khăn rửa mặt không? Không. Đây, ở đây. Ây. Anh hiểu không? Từ lúc yêu chưa nó biểu hiện nghe. Mày cất con dao tí rồi. Băm ra. Cất dao. Có lôn không? Lôn không? Lôn đi nè. Lôn là đi gì? Lên lôn lên lôn lên. Lôn lên. Sai rồi. Đeo dép vào. Đeo dép vào cho anh đưa về. Không biết. Cái dây để trói vào. Để anh đi mua cái chiếc ngoài xe có cái chùn đấy. Chẳng lên có cái chùn. Anh đi đâu? Anh đi có việc anh. Đâu anh còn đi vào đây. Không không anh đi mua chai chai nước cả rượu. Làm sao thế làm sao nói để biết gì. Anh đi đâu à? Cái nhìn này thì kiểu gì nhá. Cậu đi làm chai chanh muối ấy. Nó chị uống cho tỉnh đi. Con đưa bà. Bé nhìn mồm nha. Mày ra mà giữ nó cái. Cười đây. Anh đi đâu? Đi
mua nước cho nó uống cái gì nữa. Nào em cười áo. Nhìn giống cái con dở. Bye.